Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Abraham Beauty. Và hiện giờ thì trên tay mình đang là tư liệu của một bạn khách hàng lần đầu tiên tới DK để trải nghiệm công nghệ siêu laser Picomax để xử lý đi cái góc mực lông mày chỗ đỏ cũng như vùng mí mắt bị loang xanh của chị ấy ạ. Đây, như mọi người có thể quan sát nhé, hiện tại hình ảnh trên tay của mình là tư liệu ban đầu của chị ấy. Khi mà lông mày vẫn còn đang rất là đỏ và chưa được chuyên gia xử lý. Và bởi vì là cái tia laser để khử đỏ ấy, bọn mình không quay cho khách xem được, nên là bọn mình sẽ cho mọi người xem tư liệu quay hình ảnh nhá. Thì đây là hình ảnh của chị Trí sau khi xóa xong ạ. Thì như các bạn thể quan sát là lông mày của chị ấy sau khi hút được xong cái mực đỏ ấy, thì nó chuyển sang cái tông màu là ghi đen. Và bây giờ thì trước khi mà chuyên gia xử lý về cái tình trạng lông mày thì hiện tại của chị ấy cũng là màu mí, chúng ta cũng làm quen với chị ấy một chút nhá. Chị cho em hỏi thăm là mình tên là gì và mình đến từ đâu được không hả chị? Mình tên là Trang, mình đến Hà Nội nhé. Vâng, chị Trang, không biết lý do gì mà chị lại biết tới DK hả chị? Mình có bạn, mình cũng nhờ bạn chắc là giới thiệu qua thôi. Dạ vâng ạ. Chị ơi, thế cho em hỏi thăm một xíu là vừa rồi là mình đã được xử lý qua một lần hút mực đỏ ấy. Thì cảm nhận của chị như thế nào hả chị? Lúc đầu mình cũng run lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi. Dạ vâng ạ, rất là nhẹ nhàng đúng không đúng chị? Và bây giờ thì chuyên gia sẽ tiếp tục xử lý cái gốc mực mà sau khi đã khử đỏ nhá. Thì chị Giang ơi, chị giúp em mình xử lý về tình trạng lông mày hiện tại của chị ấy nhá. Mình bắt đầu nhá. À, chị Giang ơi, chị có thể chia sẻ cho em là không biết là mực đỏ ấy thì khi mà mình xóa thì giá thành nó có cao hơn so với mực đen và mực xanh không hả chị? Cái này nó sẽ tính theo liệu trình. Và một liệu trình của nhà mình hiện tại đang có giá niêm yết là 4 triệu. Ở thời điểm hiện tại thì đang có ưu đãi là 30% nhá mọi người nhá. Áp dụng cho tất cả các liệu trình xóa laser của mình, cho cả lông mày này cũng như là mí mắt cũng như là môi. Vậy nên là bạn nào mà đang có nhu cầu mà sửa lại lông mày cũ, môi hoặc là mí làm chưa được ưng ấy, thì mọi người đăng ký ngay trong thời điểm bây giờ để được hưởng ưu đãi là 30% nhé. Ok, vậy là rất là nhanh ạ. Chưa đầy một phút là chị Giang, chuyên gia laser của DK đã xử lý xong một bên rồi. Và như mọi người có thể quan sát đấy ạ, là hai bên lông mày, một bên tay trái trên màn hình của chúng ta là vừa mới được xử lý xong, là màu mực đã phải nhạt đi đến 50% rồi so với bên còn lại đúng không ạ? Chị ơi, không biết là đấy, sau cái lần xóa thứ hai này thì mình có thấy khó chịu hơn không ạ? Không ạ. Dạ vâng ạ, đây chị Giang tiếp tục xử lý cho em nhé. Và như mọi người quan sát đấy, trên hình ảnh ạ, vùng da của khách hàng thì không hề bị bỏng rộp này, không bị chảy máu này, rất là an toàn cho da của chúng ta đúng không ạ? Và lông mày thật của chị ấy cũng thế, không hề bị cháy trụi. Và đây cũng là một cái ưu điểm của DK ấy, vì vùng da của chúng ta hoàn toàn bình thường sau khi mà sử dụng liệu trình xóa bên mình, nên ngay sau khi xóa xong, khách hàng không cần ăn kiêng gì cả. Và nếu như đi đâu cần trang điểm ấy, thì chúng ta cũng có thể trang điểm được ngay nhé. Và bởi vì là công nghệ của bên mình không gây tổn thương da như vậy, nên cái thời gian nghỉ dưỡng cũng rất là ít ạ. Chỉ với khoảng từ 5 ngày cho đến 7 ngày thôi là chúng ta đã có thể quay lại tiếp tục liệu trình xóa của mình rồi nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xử lý mí của chị ấy luôn ạ. Trước khi xóa mí, chị Giang giúp em phân tích tình trạng mí của chị ấy được không ạ? Cái vùng mí của bạn ấy phun, cái vùng mí này da rất là mỏng và bạn ấy đã phun rất là đậm tay nên nó bị xanh và loang lên cả bầu mắt rất là nhiều. Vâng ạ. Nguyên nhân loang này chủ yếu là do đâu hả chị? Do kỹ thuật đi của cái người chuyên gia cũ này, đi quá sâu tay khiến cho cái vùng da mỏng này mực nó bắt vào mạch máu và nó bị loang đúng không chị? Còn bây giờ thì chị Giang tiếp tục xử lý cho em nhé. Và cũng như mọi người có thể thấy trong rất nhiều livestream của DK đấy ạ, là với công nghệ siêu laser Picomax này thì ngoài vùng da lông mày này rồi, thì với những cái vùng da rất là nhạy cảm như là da mí mắt ý, thì chuyên gia của bên mình cũng có thể xử lý được cho khách hàng. Và kể cả những cái vùng da với hình xăm rất là lớn diện tích như là hình xăm tattoo ấy, thì bên mình cũng có thể xử lý được trong khách hàng nhé. Và như mình có vừa chia sẻ ở đầu livestream đấy, tất cả các dịch vụ liên quan đến xóa sửa laser ở thời điểm hiện tại thì DK đang có ưu đãi là 30%. Vậy nên là chúng ta hãy nhanh tay gọi điện qua số hotline 0912 310000 để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ cũng như là hướng dẫn đặt lịch và đặt cọc nhé. Ok, vậy đã xong một bên mắt, không biết là với cái vùng da mí nhạy cảm này thì chị có thấy khó chịu không hả chị? Có hơi một chút thôi. Hơi chăm chích, hơi chăm chích chị. Một tí thôi. Vâng ạ. Rất là nhẹ nhàng so với những nơi khác. Em xin khẳng định với mọi người trong livestream là như vậy luôn. Như chúng ta có thể tìm hiểu rất là nhiều nơi, nhiều công nghệ đấy ạ. Khi mà xóa xong này, ngoài cái việc là vùng da của chúng ta bỏng rộp ra ấy, thì nó còn chảy máu này và sẽ phải nghỉ dưỡng rất là lâu. Nhưng như mọi người quan sát đấy, laser đi tới đâu là mực được bắt đến đó. Ngay lập tức của gốc mực của khách hàng đã được nhạt đi rất là nhiều rồi. Nhưng mà tuy nhiên ý, như chúng ta đang quan sát hiện tại ý, đây chỉ là cái lớp mực ở trên bề mặt được xóa đi thôi nhá. Và về nhà này, vài tiếng sau hoặc cùng lắm là sang đến ngày hôm sau, chúng ta sẽ cảm thấy là màu mực sẽ lại đẩy lên. Thì đây là hiện tượng rất là bình thường, cơ chế đào thải của cơ thể mình ạ. Vâng ạ.
Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK, và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.